giờ này cái khung giờ này rất là linh thiêng đấy. Cô ơi, thì hôm nay anh em tụi con đến đây để mà mời cô dùng một ít bánh trái con đã bày ra. Thì con không biết là ước nguyện của cô như thế nào. Con mong là cô sẽ giải bài ra để mà anh em tụi con có thể giúp đỡ được cho con. Mùa gì đó Phật, con biết đến công việc của cô là chết cách đây là không lâu. Cô chết rất là thương tâm. Và tất nhiên là con biết cô rất là ấm ức chết như vậy. Chào cả nhà. Chào nhà quay lại kênh Nhớ Đăng TV. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Người Tìm Hiểu Tâm Linh. Thì cả nhà ơi, hiện tại là 12 giờ đêm. Thì anh em tụi con đang ở trong căn nhà của con. Thì cả nhà nếu mà theo dõi như cái kênh của con thì cả nhà cũng biết á, là ở nhà con có một vong của một cô gái. Và cái cô gái này á, là một nạn nhân bị tai nạn giao thông và chết. Và cô đi theo con về tới nhà luôn kìa. Thì không nói sao mà con lại đi theo phát. Thì cả nhà cái nhà cũng biết á, bây giờ đang là rằm tháng 7. Thì á, hôm đó con có đi quay mà vô tình thì con đi ngang cái đoạn đường mà cái tai nạn, cái cô đó đã chết trong cái vụ tai nạn đó. Thì á, cô đó thấy con ở phía nên mới đi theo con. Thì cả nhà cũng biết là rằm tháng 7 mà rất là nhiều oan hồn được về trên dương thế này để mà giống như là đi thăm nhà đó. Thì vô tình con với cô này nói chung là cũng có duyên và con cũng đã gặp được cô. Thì cô xuất hiện ngay sau cái nhà con cái nhà. Thì ở phía bên trong cái phòng của mẹ con ngủ đó thì cô hiện ra. Cái tiếng phía bên trong tự nhiên nghe cái tin phía bên trong bí mật cả nhà. Thì cả nhà ơi, anh em tụi con á, hôm nay á 12 giờ đêm thì cả nhà biết là có mấy người ta cắt lúa, là người ta bây giờ vẫn còn cắt, nên là cả nhà thông cảm cho cái sự ồn ào này cả nhà. Dạ. Thì hình như con clip của Phát thì cũng thấy Phát là cầu cô gái rồi. Cầu lên rồi và cô này cũng có xuất hiện. Và cô khi mà cô lên thì cả nhà con có cúng bánh trái cho cô ấy, thì cô cũng rất là đói khát. Thì mấy ông dài thì cô có làm những cái tiếng động trong nhà và quay phá gì đó? Có cái đêm mà con mà quay con cầu cô lên á, thì lúc đó là cũng 12 giờ đêm đó nha. Con đang ngủ á, thì bắt đầu là con nghe có tiếng người gọi con, gọi tên con, gọi phát. Con nghĩ là khi mà cô đi theo con như vậy đó, rồi con quay clip nè, rồi con xin tên của mình ra với cả nhà thì cô cũng có nghe và cô biết được tên con. Mà con thì ở nhà một mình, thì cái đêm đó con nghe tiếng người ta gọi con, kêu tên con là Phát. Nhưng mà con ở nhà một mình đó, con không dám trả lời. Thì con mới lặt đặt đó là xách cái máy quay của con ra và con đi ra sau bếp. Thì con mới cậu lên á là có vong linh của cô dì chú bác nào á đang ở trong nhà con hay không. Thì có một vong cô gái đó xuất hiện lên. Và con cô này á là cái cô gái mà bị tai nạn xe chết và đi theo con cái nhà. Cả nhà biết là những cái vong linh trong nhà thì thường rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Thường những vong linh trong nhà cả nhà sẽ hít dương khí của người sống hiện tại, rất là nguy hiểm cho Phát. Đúng rồi cả nhà. Anh em con phải gọi là tìm cách đi giúp cô gái này. Nhưng mà con có tiếp xúc qua với vong của cô thì con thấy vong của cô cũng hiện. Chỉ là có cái là tại vì mình hợp vía với cô nên là cô đi theo con. Con nghĩ là cô đi theo con để mà tìm sự giúp đỡ. Thì chắc có lẽ là anh em tụi con sẽ đi vào phía bên trong hay chỗ mà nơi con hôm qua cậu cô gái lên ở cả nhà. Thì cả nhà đi cùng hai anh em tụi con vào bên trong đó nha. Đây là cả nhà. Con mời cả nhà.
cả nhà ơi. Thì đây là căn phòng mà cái cô gái đó chú ngủ. Thì cô gái đó xuất hiện ở ngay đây nè cả nhà. Thì lúc mà con cầu cô gái lên á, thì con có nghe cái tiếng người kêu. Thì cô, khi mà cô xuất hiện, con cũng có ngồi và trò chuyện với cô. Thì con thấy cũng rất là thương cô, tại vì cô chết oan cả nhà. Là do mà chưa tới ngày giờ mà cô phải mất á, thì lại bị một cái tai nạn giao thông. Cô còn trẻ không? Không biết nữa, nhưng mà cũng thấy còn hơi trẻ. Phát cầm cái máy quy kiếm cái gì kìa. Đây là được rồi, khỏi đi. Để đây nè. Khoan thật thật. Cái máy nó hơi nghiêng kiếm gì vậy, chim kê lên xíu. Lấy cái máy này. Thì anh Trọng vì mưa cái nha, mưa nên là anh Trọng không thể nào vô được. Chỉ có Quân gần nhà con nên là lại để mà quay chung với con. 12 giờ đêm. Cả nhà biết mấy cái người cắt lúa cả nhà, đâu có trễ giờ đi. Ăn lòng hoặc hoặc. Tại vì mấy hôm nay mưa bão quân gió dữ lắm luôn cả nhà. Người ta sợ lúa bị sập đó, nên là người ta phải cắt hết trong đêm. Để mất công ngày mai mưa nữa thì tổn hại lúa. Đi đi lấy cọc. Đây cũng cúng 7 phần tiền thế nhỉ. Khi con tới không biết bữa nay có thấy được cô. Khi phát thấy thì con không thấy được nữa. Hy vọng con có thể có duyên để giúp được cái cô gái này cả nhà. Cái đêm hôm mà con thấy cô gái xuất hiện ở ngay đây ấy, thì là lúc đó là 12 giờ đêm. Con chỉ nghe và con tò mò, con mới ra là tìm hiểu. Và con đã gặp được vong của cô. Thì cả nhà biết là những cái vong mà đi theo con mình rồi quá lâu thì sẽ không tốt. Nên là cũng may là con phát hiện được kịp thời và để giải quyết được cái vấn đề cho nó suôn sẻ. Tụi con sẽ tìm xem là cô gái này
cần giúp đỡ việc gì để mà anh em tụi con sẽ cố gắng giúp đỡ cho vong của cô. Đây con sẽ lấy ba ly nước ra. Con đã chuẩn bị xong đồ cúng và bánh tráng. Con sẽ cầu cô gái này lên. Bớt bớt đèn xuống xíu. Sẽ nhiều khi cô, tại vì cái ôm mà con chết bà có 1% đèn mà nó sáng cái này. Đúng. Sao? Để ra thì anh gì không? Có 1% đèn mà nó sáng cái này. Hôm nay con có mang bánh trái và đồ cúng với tiền của mẹ đến để gửi cho vong linh của cô gái đang ngủ ở trong ngôi nhà của con. Con cầu vong của cô gái bị tai nạn giao thông sẽ đến và nhận lấy được bánh trái cũng như là những giấy tiền vàng bạc mà con sẽ đốt xuống. Con mong cô sẽ nhận lấy được tấm lòng này của con. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu vong linh đang hiện hữu trong ngôi nhà, vong linh của cô gái xấu số bị tai nạn giao thông. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nên con ngày hôm nay biết là cô đã bị xui xẻo ngay gần tháng 7 mà bị tai nạn giao thông chết. Và cô ơi, ngày hôm nay anh em con mang đến cho cô giấy tiền vàng bạc và bánh trái. Mong cô sẽ hưởng được những cái thứ mà anh em con mang đến cho cô. Nam mô A Di Đà Phật. Để cô bớt lạnh lẽo. Và con khuyên cô nếu còn ước nguyện gì, tâm nguyện gì mà chưa làm được, anh em con sẽ cố gắng để giúp đỡ cô. Cô ở đây thì sẽ không tốt cho em con. Anh em con sẽ giúp cô được vào chùa vào miễu. Con cầu là cô có nghe được lời con nên tụi con thỉnh cầu thì hãy đến nơi tụi con đang ngồi đây và an tọa xuống phía đối diện để mà ăn sử dụng những cái đồ cúng mà con đã bày ra. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà không biết là vong cô gái này đã đi đâu, tại vì hôm qua khi mà con vừa cầu cô này lên thì bắt đầu là cô xuất hiện liền, nhưng mà con không biết được tên của cô, con không có hỏi đến cái vấn đề đó. Nam mô A Di Đà Phật. Vong linh ai đang có mặt tại mảnh đất hiện tiền này, xin ghé qua dùng bánh trái của tôi đã bày ra sẵn. Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi, anh là các cái nhà các cái thì cũng gần cái khu nghĩa địa. Đúng rồi, gần khu nghĩa địa.
Thế là nữ vong linh rất là nhiều. Hôm nay anh em tụi con đến đây để mà mời cô dùng một ít bánh trái con đã bày ra, thì con không biết là ước nguyện của cô như thế nào. Con mong là cô sẽ giải bài ra để mà anh em tụi con có thể giúp đỡ được cho con. Mô Di Đà Phật, con biết đến công chuyện của cô là chết cách đây là không lâu. Cô chết rất là thương tâm. Và tất nhiên là con biết cô rất là ấm ức chết như vậy. Cô đi dắt da rất dữ tìm đến em con. Chắc cũng là cơ duyên của em con với cô. Mô Di Đà Phật, cô mới tìm đúng người như vậy. Cô yên tâm nên con có thể giúp được cô. Anh em tụi con có thể giúp đỡ cho bông linh của cô được đến một cái nơi nào đó để mà tu tâm dưỡng tính, để mà cô có thể sớm ngày được đi về nơi chính xứ. Trước tiên thì anh em con sẽ lưu ra để cô dùng những thứ lễ vật mà anh em con mang đến cho cô. Bây giờ anh em tụi con sẽ đi ra ngoài để mà cô gái có thể tự nhiên hai cái nhà. Mô Di Đà Phật. Tự nhiên sử dụng bánh trái mà tụi con đã bày ra. Thì anh em tụi con có mang cây dù mà phải không? Có mang cây dù, xíu nữa anh em tụi con sẽ giúp đỡ cô. Tại vì kế nhà con thì cũng có một cái ngôi chùa. Anh em tụi con nghĩ là tụi con sẽ dùng cái cây dù đó để mà đưa cô vào. Và tụi con sẽ đem lại cái chùa để tụi con thả cô ra, để mà cô có thể ở trong chùa được nghe kinh kệ hàng ngày. Cô gái cũng đã dùng xong bữa. Bây giờ ngồi đứng đó thoải mái đi. Có cái dù không? Có không? Có đem cái dù không Quy? Có. Có không? Bà để vậy.
là rễ nha. Lúc nãy có thấy mà. Đấy. Lúc nãy thấy không có dùng. Không có đây mà. Chết rồi. Thì cô ơi, cô cho anh em tụi con được biết á, là vong linh của cô đây tên gì, để mà khi mà anh em tụi con có đi ra ngoài á, tụi con sẽ cầm ba nén hương và tụi con sẽ kêu tên của cô. Cô sẽ đi theo lời anh em tụi con cung đó đến ngôi chùa ở đây gần nhất cho cô. Cô tên Nguyễn Thị Thủy. Cô Thủy. Thì được rồi cô ơi, bây giờ anh em tụi con sẽ cầm ba nén hương và tụi con sẽ đốt lên. Khi mà tụi con đi tới đâu á, con kêu tên cô tới đó thì cô đi cùng anh em tụi con nha. Để con đốt ba nén hương nha. Trước tiên thì anh em con sẽ đốt những phát tiền này. Cô ơi, thì con không biết là cô đây còn những tâm nguyện gì muốn anh em con giúp nữa mà chưa làm được ở trên dương thế, thì anh em con sẽ thay cô để giúp cô làm những việc đó. Đi về chùa đó không? Đi vào ngôi chùa này. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong cô sẽ ở đó và tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô đứng dậy cùng anh em tụi con đi về hướng ngôi chùa nha cô. Đầu anh em con sẽ đốt ba cây hương này và đi cả nhà. Anh em con xin chào cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, cô Nguyễn Thị Thủy. Thì bây giờ anh em tụi con đã đốt ba cây hương rồi. Khi mà anh em tụi con đi ra ngoài, con kêu tên cô á, thì cô cùng anh em tụi con đi đến ngôi chùa nghe cô. Anh em con sẽ dùng ba cây hương này để cắm vào ngôi chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô Nguyễn Thị Thủy ơi, đi cùng con nha cô. Cả nhà, anh em tụi con sẽ đi đến ngôi chùa. Cô cảm ơn cả nhà đã xem hết video của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào cả nhà.